ngày 18 tháng 7 2012. Chào tạm biệt thầy Long, cô Phượng và Diễm Nhi. Cảm ơn thầy cô rất nhiều. Quay. Hôm nay là 20 tháng 7 2018 2012. Trí và Hương, cảm ơn em Minh Trí và Bình Hương rất nhiều. Học hỏi không? Rồi nha. Cái này gọi là gì? Aiken Benhop hả? Aiken Benhop. Hôm nay là 30 Tây. Đang đứng chụp này. Đang quay phim luôn. À, sao đang quay phim hả? 30 Tây, để biết. Đây là đứng đây đi chụp công. Vừa lấy Benhop rồi. Đang quay, quay. Quay luôn hả? Quay hả? Thích quay hả? Quay, rồi. Paris Nord hả? Dạ, Paris Nord. Đi mà chẳng trở về. Từ giả nước Đức. Và hai ông bà chủ nhà đã đưa tới tận nơi. Thật và... Hai ông thiếu đừng góp luôn nha. Nó có ghi vô đây hết, có ghi vô đây hết không sao. Đi. À, đó. Đây là hôm nay là ngày 5 tháng 8. Chuẩn bị từ Pháp về. Đây là nhà cô Tám, bắt đầu từ nhà bếp cô Tám. À. Rồi, mời cô Tám ra tiếp. Đây, đi ra tiếp, ra ngoài sẽ có một phòng thôi. À, này rồi. Là bàn thờ Chúa nè. Rồi, bàn thờ Chúa. Đó. Rồi. À, đây là... Cô Tám giới thiệu tiếp bàn thờ của... Đây là bàn thờ Qua Má. Rồi. À, có anh họ chị Lộc ngồi đây. Rồi. À. À, cô mấy cô biết hai cô chú này qua hình chưa? Chị Lộc biết thiệt, còn cô chú nó không biết. Rồi. Rồi. Ừ. Rồi cô Tám qua đây. Rồi còn cái kia là bên đi Mỹ đem về. Đây là cái này đây. Cái sâu đó đó. Dạ. Cái sâu Noel đó. Dạ. Rồi cái đây là cũng này nè của chị Lộc cho. Dạ. Cái kia nè ngân hàng quốc gia, ngân hàng băng gì công băng nè. Đó. Rồi. Rồi đây là mấy cái tủ sách. Rồi chỗ này là cô Tám ngồi gọi điện thoại về cho cô hai cô Tám đây. Đó. Đó. Đây. Rồi còn cái chỗ này là cô Tám khi nào có khách quý tới. Khách quý tới. Đừng ngủ bên đó. Đừng ngủ bên đó. Bàn ăn cô Tám đây. Không, bàn ăn, bàn làm việc ở đây. Rồi. Coi tê lê. Rồi bà còn cái đây là giường ngủ của cô Tám. À đó. À, rồi. Bà thấy giường ngủ rồi tại có khách mới bài này nè. bình thường là ngăn nắp lắm mà tại có khách rồi ra là đây nè, đồ của khách chặt quá nè, đây nhìn đây. 5 tháng 8 2012. Rồi còn vài giờ nữa là chia tay cô Tám. Cảm ơn cô Tám rất nhiều đã chứa chấp cái ông này đi học đạo trong một tháng nay. Rồi con cúp nha. Rồi cúp.